Nếu như có cơ duyên gặp được Phật Pháp, trong đời này bạn có thể niệm được một câu danh hiệu thì công đức là không thể nghĩ bàn. Đúng như lời Thế Tôn nói trong Kinh Pháp Hoa, vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật Đạo. Đó là trong đời chỉ niệm một câu, chỉ niệm được một tiếng Nam Mô Phật, nhiều đời nhiều kiếp sau, khi câu Phật hiệu này khởi tác dụng, có thể gặp được Phật, tu hành chứng quả. Đây là hạt giống của câu Phật hiệu này, gieo vào trong A Lại Gia Thức, gọi là hạt giống kim cang, vĩnh viễn không bị hư hoại. Đến khi nào gặp duyên khởi hiện hành, do nhân duyên của mỗi người khác nhau. Tuy nói là nhân duyên khác nhau, nhưng trong đây vẫn có một nguyên lý. Nguyên lý này là thích thiện mến đức. Người này nhà Phật chúng ta gọi là có thiện căn. Người có thiện căn sẽ dễ dàng gặp được cơ hội này. Thiện cảm ứng với thiện, ác giao cảm với ác, bạn sẽ gặp được thiện duyên, gặp được cơ hội này.